tại Bắc Giang, thầy giáo bị tố cáo có hành vi sờ đùi sờ mông học sinh lớp 5. Còn tại trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Bình, một thầy giáo dạy địa nhắn tin tán tỉnh một học sinh lớp 10. Tại Lạng Sơn, một cô giáo nghi đánh học sinh chấn thương mắt phải. Trước đó, hàng loạt vụ việc khác đã gây chấn động như giáo viên tát học sinh hơn 200 cái hay hiệu trưởng xâm hại tình dục nam sinh trong trường. Một câu hỏi lớn về công tác tuyển dụng và sàng lọc giáo viên. Thưa quý vị, năm 2018 vừa khép lại với đầy giông bão sau hàng loạt sự cố của ngành giáo dục với những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức nhà giáo điển hình như là xâm hại, bạo hành học sinh. Thì ngay đầu năm 2019 này, những nghi án dâm ô, gạ tình, quan hệ không trong sáng liên quan đến những người đưa đò lại tiếp tục xảy ra, khiến dư luận phẫn nộ, suy giảm niềm tin. Nghi án về tin nhắn gạ tình của thầy giáo trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Bình gửi nữ sinh lớp 10. Vụ việc thầy giáo sờ mông, sờ đùi, véo tai học sinh lớp 5 ở Bắc Giang khiến dư luận những ngày qua dậy sóng về tình trạng vi phạm đạo đức của giáo viên. Trước đó, nhiều giáo viên cũng nhẫn tâm đánh đập, có những hình phạt học sinh đến mức gây thương tích. Nên loại bỏ ra khỏi ngành giáo dục bởi vì như thế là anh không đủ tư cách. Mà đã không đủ tư cách thì đừng có nói là giáo dục. Nó không còn một cái chuẩn mực gì để cho người ta là phải tuân thủ theo. Bây giờ chính là dạy dỗ rất cặn kẽ. Tại sao những người thầy làm hành vi thế nó không được, ảnh hưởng đến con cái mình sau này đến tương lai. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các quy định về chuẩn mực đạo đức nhà giáo như thông tư 20 năm 2018 về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, hay quyết định số 16 năm 2008 ban hành quy định về đạo đức nhà giáo. Tuy nhiên, trước các vụ việc thực tế, người ta buộc phải băn khoăn về khoảng trống trong giáo dục đạo đức cho giáo viên. Trong trường sư phạm của chúng ta hiện nay mới nặng dạy giáo viên về khoa, còn về cái nghề sư phạm là ít hơn, đặc biệt đạo đức nhà giáo. Cái thứ hai là ra trường thì các trường phổ thông cũng yêu cầu các thầy cô dạy là chính, chứ chưa rèn rũa các thầy cô. Cũng theo các chuyên gia, tuyển chọn sinh viên sư phạm mới là lần sàng lọc đầu tiên, khâu tuyển dụng mới là hàng rào then chốt. Tự chủ trong xây dựng đội ngũ, những người đứng đầu các đơn vị giáo dục dân lập như thầy Lâm được chủ động trong việc tuyển chọn giáo viên đủ năng lực phẩm chất cho học sinh của mình. Nhưng điều này lại khó thực hiện tại các trường công lập. Khi xảy ra chuyện thì ngành giáo dục phải lo, nhưng mà khi chuẩn bị cái nguồn lực cho giáo dục là ngành nội vụ. Đấy là một cơ chế quản lý hết sức quan liêu, không phù hợp với nền kinh tế thị trường của chúng ta. Làm sao có thể tuyển chọn được những giáo viên có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức khi đơn vị phụ trách về chuyên môn là sở hay phòng giáo dục và đào tạo lại không phải là đơn vị đầu mối tuyển dụng giáo viên? Trong khi đó, nếu nói về phương diện tuyển dụng thì chỉ có một nguyên tắc, đó là ai sử dụng thì người ấy đứng ra tuyển. Với rất là nhiều những bức xúc mà chúng ta vừa lắng nghe từ phía người dân, tại sao giáo viên lại như thế? Làm như thế mà lại là giáo viên được à? Dồn dập những hành vi thiếu chuẩn mực phản giáo dục của chính những người thầy, người cô đang đứng trên bục giảng càng xoáy sâu trong chúng ta chăn trở. Đâu là bất cập trong công tác tuyển dụng giáo viên khiến cho sạn to vẫn cứ lọt sàng? Đối chiếu vào thực tế các kỳ tuyển dụng giáo viên trong năm vừa qua, chúng ta càng thấy chăn trở trên là có cơ sở khi xuất hiện nhiều vụ khiếu kiện nghi vấn ồn ào xung quanh việc tuyển dụng viên chức giáo viên. Tại Quảng Ngãi, bất thường trong kỳ thi tuyển giáo viên đã buộc Sở Nội vụ của tỉnh này phải thực hiện chấm thẩm định. Kết quả của nhiều thí sinh đã thay đổi. Theo đó, có tới 67 thí sinh đã trúng hụt trong kỳ thi này. Tại Thanh Hóa, Sở Nội vụ cũng phải vào cuộc xác minh, kiểm tra lại toàn bộ quy trình tổ chức thi xét tuyển viên chức ngành giáo dục ở huyện Thường Xuân vì xuất hiện điểm bất thường khi 3 thí sinh cùng tăng 40 điểm sau lần thông báo thứ hai. Sai phạm trong quá trình tuyển dụng, hợp đồng lao động đã dẫn đến dư thừa giáo viên tại huyện Krông Park, Đắk Lắk. Vì vậy, trên 500 giáo viên hợp đồng tại địa phương này bị cắt hợp đồng lao động. Nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ việc tuyển dụng giáo viên còn bộc lộ nhiều sai sót bất thường như vậy là do cho đến nay giáo dục dù luôn được coi là một lĩnh vực đặc thù nhưng lại chưa từng có một cơ chế tuyển dụng riêng với các tiêu chí đánh giá riêng. Bởi lẽ, theo quy định hiện hành tại hầu hết ở các địa phương, cơ quan chuyên môn là sở hay là phòng giáo dục đào tạo không phải là đơn vị chủ trì, đầu mối về tuyển dụng giáo viên. Tại Điều 58 Luật Giáo dục hiện cho phép, nhà trường có những nhiệm vụ và quyền hạn tuyển dụng quản lý nhà giáo, cán bộ, nhân viên tham gia vào quá trình điều động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với nhà giáo, cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, bất cập là Điều 24 Luật Viên chức lại quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc là phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng.
Vâng, cơ chế tuyển dụng chưa cho phép ngành giáo dục tham gia sâu cũng lý giải vì sao trong nhiều kỳ tuyển dụng kết quả thi tuyển không đánh giá sát năng lực của giáo viên. Sau mỗi kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên tại Thanh Hóa, đơn thư thắc mắc khiếu nại luôn nhiều hơn bất kỳ lĩnh vực nghề nghiệp nào khác. Công tác xác minh kiểm tra cũng khó khăn hơn nhiều vì đến nay vẫn chưa có một cơ chế tuyển dụng đặc thù với một quy trình tổ chức riêng cho ngành sư phạm. Cần phải có một cái tiêu chí riêng, chứ không nằm chung trong cái xét tuyển viên chức được. Tức là phải có một cái barem riêng cho ngành giáo dục, tỉnh này với tỉnh kia nó phải giống nhau. Ví dụ như thế, có một cái đề cương riêng ra, chứ một cái quy chế riêng ra cho thi ngành giáo dục. Mầm non thì thi như nào, tiểu học thi như nào, trung học cơ sở thi như nào, trung học phổ thông thi như nào, đúng không ạ? Thì nó mới có thể tránh được các cái tiêu cực. Không đóng vai trò chủ động trong tuyển dụng giáo viên, nên hiện ngành giáo dục cũng không thể chủ động trong việc điều tiết số lượng, cơ cấu đội ngũ theo môn học, cấp học. Phòng chức năng thì cửa đóng, then cài, còn cô trò lại buộc phải học chay là thực tế đang diễn ra tại nhiều trường học. Số là bố trí một số các cái nội dung là phải tại lớp để đảm bảo là nó cái thời gian cho các cháu học tập, các cô giảng dạy và đi lại nó hợp lý. Còn đối với các phòng chức năng thì nhà trường vẫn đang duy trì bảo dưỡng, nó đảm bảo là khi mà có đầy đủ giáo viên chính thức thì nhà trường sẽ đi vào hoạt động. Thừa thiếu giáo viên cục bộ cũng là hệ quả tất yếu. Hiện cả nước mới chỉ có 2 trên 63 tỉnh không thiếu giáo viên. Không để học sinh bị trắng môn tiếng Anh, trường Trung học Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa phải tự bỏ tiền ra để thuê giáo viên ngoài dạy bộ môn này và chấp nhận việc giáo viên cũng không đạt trình độ chuẩn B2. Thiếu cơ chế đặc thù trong tuyển dụng giáo viên còn kéo theo nghịch lý sử dụng giáo viên hiện nay là trong khi sạn to thì vẫn cứ lọt sàng và vàng thau thì lại buộc phải đãi bỏ. Tại Thanh Hóa thì rất nhiều giáo viên giỏi đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp khi sau hơn 10 năm giảng dạy họ vẫn chưa có cơ hội bước qua cánh cửa hẹp là biên chế. Tự hào, tôi cũng lên truyền hình cũng nhiều lần rồi, VTV1, VTVC14, các đài Thanh Hóa, nói thật là hôm nay với VTV24 về làm việc này, nói thật là tôi không muốn xuất hiện trước trong cái hoàn cảnh như này. Bởi vì mình lên toàn những cái ngày trước là chắc là những cái vui vẻ cả. Hoàn cảnh mà thầy Tâm ái ngại khi buộc phải xuất hiện trên sóng truyền hình lần này, đó là thầy đang đứng trước tình huống có nguy cơ mất việc khi trường Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Nguyên buộc phải giải thể vào năm học tới. Đang trong những ngày ôn tập nước rút cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhưng thầy Ngải cũng không thể bình tâm. 10 năm đứng lớp, thầy Ngải đã bồi dưỡng cho Thanh Hóa hàng trăm học sinh giỏi cấp tỉnh. Thế nhưng bề dày thành tích này cũng khó có thể là phao cứu cánh giúp thầy được bố trí công việc khi trường giải thể. Tư tưởng mình quá chán nản và mình hầu như bắt đầu từ thời điểm đó mình cảm giác là không có động lực để phấn đấu trong cái vấn đề giảng dạy học trò nữa. Và không hợp đồng nữa thì chúng tôi cũng không biết làm thế nào nữa. Cũng có thể là chúng tôi phải nghiên cứu một công việc khác ngoài giáo dục để chúng tôi tiếp tục cái cuộc sống bây giờ. Năm 2016, cùng với thầy Tâm, thầy Ngải, hơn 60 giáo viên khác trên toàn tỉnh Thanh Hóa là những đối tượng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương tuyển dụng. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có kế hoạch tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đặc cách. Rất nhiều người có trình độ thạc sĩ và đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Thế nhưng gần 3 năm qua, hy vọng cứ nguội dần. Mình rất là lo lắng và rất là bức xúc là mình cũng đã bỏ rất là nhiều công sức cho cái việc học hành cũng như là tâm huyết cho cái nghề mà đến bây giờ là gần như là trong cái tình trạng nó như là một con số không. Thì tuổi chúng tôi đã cao, không bây giờ chuyển đổi nghề nghiệp rất là khó. Thứ hai nữa là cái việc thu nhập cũng như mọi cái là chúng tôi bây giờ là không biết dựa vào nguồn đâu. Bây giờ chúng tôi chỉ biết đi dạy. Bây giờ nếu bây giờ không đi dạy nữa thì thật là chúng tôi không biết làm gì. Bây giờ giáo viên mà nhưng mà kiếm được việc gì bây giờ, nếu như ấy chắc là sẽ đi bán hàng online chắc. Bây giờ bán hàng cho online thì bây giờ mình nghĩ là ở trên mạng nhiều người bán lắm mà mình thì không có duyên để bán hàng rồi. Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có kế hoạch tuyển dụng. Thế nhưng theo đại diện Sở Nội vụ Thanh Hóa, đơn vị thẩm định hồ sơ thì rào cản trong việc xử lý hồ sơ của các giáo viên trên chính là thiếu cơ chế. Bởi sau khi rà soát, ngoài 66 giáo viên trung học phổ thông được ký hợp đồng, có sự thỏa thuận của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, thì hiệu trưởng của các trường cũng đã ký hợp đồng với 186 trường hợp khác. Nếu bây giờ thực hiện cái việc tuyển dụng thì phải tuyển dụng chung chứ không có một cái cơ chế chính sách nào để xét đặc cách cả.
Thì trong tuyển dụng viên chức thì có cái việc xét đặc cách đối với những người có điều kiện đã công tác và có thời gian công tác, kinh nghiệm công tác từ 3 năm trở lên. Thì trong cái số 186 này về cơ bản trên 3 năm cả rồi. Ghế đá, sân trường, bảng đen, bục giảng và biết bao lứa học sinh. Hơn 10 năm gắn bó là hơn 10 năm không ngừng đam mê học hỏi. Thế nhưng đúng ở độ chín của nghề thì hành trình đưa đò của họ rất có thể phải dừng lại. Trên thực tế thì việc xét tuyển đặc cách cho các giáo viên trên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu có một chế độ tuyển dụng đặc thù so với luật viên chức đối với các giáo viên của các cơ sở giáo dục công lập. Đây cũng là ý kiến góp ý của đa số nhân dân cho luật giáo dục sửa đổi với hy vọng là sẽ khắc phục bất hợp lý hiện nay trong đào tạo tuyển dụng giáo viên. Thông tin này càng đáng quan tâm hơn khi vào cuối tuần vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định mới phê duyệt 11.000 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của thành phố.